chào các bạn và trước tiên là mình đang sẽ hỏi xem các bạn có từng gặp phải cái tình huống như thế này hay không nha có nghĩa là đôi khi chúng ta sẽ đi đến các nơi mua sắm dù là ở các shop chợ hay là trung tâm thương mại siêu thị và chúng ta trở về nhà với cái cảm giác là ôi ước gì là mình đã không có ra cái hành động hay là quyết định mua một cái sản phẩm đó à, bởi vì phụ nữ của chúng ta cái chỉ số cảm xúc rất là cao đó các bạn cho nên nhiều lúc chúng ta mua một cái sản phẩm vì chúng ta nghĩ là Ôi, nó thật là đẹp, nó hợp thời trang hay là nó có thể sử dụng trong một cái nhu cầu nào đó mà có thể là mình sẽ không có thể nào tìm lại được cái sản phẩm tuyệt vời như vậy nữa. Cái cảm giác sợ, tiếc nuối đó. Cho nên là chúng ta đã ra cái hành động quyết định mua và chúng ta tiêu dùng. Hoặc là các bạn lướt ở trên những cái trang để mà mua sắm online đó thì chúng ta sẽ có nhiều lần chúng ta gặp cái cảm giác này ha đúng không ạ? À, minh an cũng gặp cái tình huống như vậy và cũng là nhiều lần để cho bản thân mình chiêm nghiệm thì minh an mới tìm hiểu những cái thông tin và những cái thói quen của những cái người giàu thì minh an thấy một cái tài liệu rất là thú vị nói về elon musk thì ông này, ông mặc dù ông là người rất rất là giàu và nhiều tiền nhưng mà cái việc mà ông dùng tiền để mà ông đầu tư tiếp tục đầu tư vào cho những cái dự án Để mà tạo ra tiền của ổng Nghĩa là ổng tạo ra cái dòng tiền ấy. Chứ ổng không có đầu tư tiền Vào cái việc mà những cái Tiêu dùng uh, Nghe những cái tiêu dùng mua sắm Cơ bản quá nhiều là ổng sẽ không đầu tư Ví dụ như quần áo rồi chẳng hạn Đó là ổng không đầu tư Thậm chí có những cái tài liệu Mà cái người yêu của ổng hay người vợ cũ của ổng Nói về ổng Nên là ổng sống kể là dưới mức của cái người bình thường luôn á, thậm chí cái đệm mà nó bị rách rồi, ổng vẫn để sử dụng chứ ổng không có thay mới. và sống trong một cái căn nhà, ổng cho ổng thuê một cái căn nhà để sống, chứ ổng cũng không bỏ tiền ra để mua nhà luôn. Đó, và tiền đó là để ổng đầu tư vào những cái dự án của công ty ổng để tiếp tục tạo ra dòng tiền, nghĩa là tiền phải sinh ra tiền, chứ tiền không thể trở thành cái tiêu sản được. thì mình đang muốn nói một điều là nghĩa là chúng ta phải cân nhắc về cái việc mà chúng ta chọn cái môi trường để mà chúng ta đến và cái quỹ thời gian của chúng ta dành cho cái việc gì. Nếu mà chúng ta đi lang thang vào những cái nơi mà mình để mà tạo ra cái nhu cầu mua sắm bởi vì cái nơi đó là cái game của việc tiêu tiền. Chúng ta đến vào đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiểu gì không không dính nhiều cũng dính ít vào trong cái cái game chơi đó bởi vì vốn dĩ cái game chơi đó là tạo ra cho việc mà chúng ta mua sắm và tiêu dùng. Thì thay việc chúng ta cũng vẫn đến những cái nơi mua sắm để mua những cái nhu cầu thiết yếu của chúng ta. Nhưng mà đến khi chúng ta cần phải thực hiện cái việc đó thôi thì chúng ta sẽ không lui tới những cái môi trường đó bởi vì cái môi trường nó sẽ tạo ra cái năng lượng đó mà khi chúng ta bước vào môi trường đó thì không có không có có thể nào mà chúng ta không mắc phải cái những cái sai lầm được ít hay nhiều mà thôi. Đó, nếu mà ai quản lý được cái cảm xúc của mình tốt à, thì còn 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 ít mắc phải những cái sai lầm. Còn ai quản lý cảm xúc không tốt thì thực sự là sẽ phạm rất rất nhiều những sai lầm luôn và dẫn đến những cái quyết định mua sắm mà chúng ta có thể hối hận và tiếc nuối sau đó. Thì đó là cái điều mà mình đang muốn chia sẻ đến mọi người trong thông điệp này. Nghĩa là hãy chọn cái môi trường cho bản thân mình ha và trân quý cái quỹ thời gian của cá nhân mình để làm những cái việc mà đầu tư có ích cho bản thân mình, chúng ta học tập một cái mới, hay là chăm sóc bản thân, hay là chúng ta uh, thiền định để mà tĩnh tâm, hay là chăm sóc ngôi nhà của mình đó là những cái quỹ thời gian, cái môi trường mà chúng ta cần tập trung uh, vào để mà kiến tạo cho nó trở nên uh, xinh đẹp hơn. Thay vì chúng ta dành những cái thời gian lui tới những cái khu mua sắm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Minh xin chào và hẹn gặp lại trong thông điệp sau. Bye bye.